vâng em việt trà xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh vợ shop việt trà và video ngày nay thì việt trà rất may mắn cập bến được một số sản phẩm chính hãng về từ siêu thị nhật bản để phục vụ quý vị và bạn đầu tiên là em về được bốn bộ rắc bắp chuối cũng như càng cua của audio technica và đây là hàng chính hãng đầu rắc được mạ vàng cũng như là hàng chính hãng về từ nhật bản nên anh em yên tâm về nguồn gốc cũng như chất lượng hàng chính hãng À, với đầu rắc bắp chuối cũng như càng cua là những đầu rắc tiện lợi nhất hiện tại để anh em sử dụng cũng như trải nghiệm trong bộ dàn audio quý vị và bạn nếu quý vị và bạn muốn nâng cấp uh, đầu rắc cho những bộ dây xịn sò mình thì đây là lựa chọn vô cùng hợp lý với mức giá một bộ bao gồm 4 đầu rắc này chỉ với 1,5 triệu đồng cho một bộ đầu rắc như thế này tiếp theo là bộ 3 đĩa uh, test SACD của Acoustic À, đang còn nguyên siêu hàng mới 100 phần trăm em mua trực tiếp từ bên Nhật về Acupay SACD uh, bao gồm uh, 3 album đó là album số 4 này album số 5 và album số 6 thì dòng đĩa SACD của Acupay là dòng đĩa test rất là nổi tiếng rồi và những cái dòng đĩa này thì anh em có thể dễ dàng nhận ra là tất cả cái logo À, phay hay dòng chữ trên cái dòng đĩa SICD này đều được mạ vàng và là hàng chuẩn, hàng đảm bảo chất lượng cũng như nguyên siêu. Ờ, hàng chính hãng anh em có thể tham khảo mức giá niêm yết tại Nhật của dòng đĩa SICD chính hãng này cũng rất là cao lên tới hơn 2 triệu đồng. Tuy nhiên em à, mua được mức giá cực kỳ tốt và cực kỳ dễ dàng để anh em tiếp cận chỉ 1,5 triệu đồng cho một uh, chiếc đĩa mới 100% bên này, chưa hề bóc siêu luôn và em cũng đang sử dụng trực tiếp những dòng đĩa này để test trên những bộ dàn cao cấp cho quý vị bạn trải nghiệm. Và đây em còn đang có sẵn bộ 3 đĩa uh, 456 để anh em có thể uh, lựa chọn. Và tiếp theo bên cạnh nữa là em về thêm được hai bộ dây ba lăng của Accuphase và à, có model sẽ là XLR10 và XLR15 tức là hai bộ dây một bộ dây dài 1 mét và một bộ dây dài 1,5 mét phù hợp cho quý vị và bạn chơi và trải nghiệm à, bộ dây dài 1 mét sẽ có mức giá hiện tại giao lưu cùng anh em sẽ là 3,5 triệu đồng và bộ dây dài 1,5 mét sẽ có mức giá là 4 triệu đồng cho bộ XLR15 và à, đặc biệt bên cạnh đó em về thêm một bộ dây đó là Autophone hay còn gọi là Octophone uh, phiên bản cao cấp của hãng đó là phiên bản spk uh, FPK Bronzy Premium và phiên bản này là phiên bản dây chính hãng mới 100% có mức giá niêm yết là trên 20 triệu đồng. Tuy nhiên uh, em uh, săn được một bộ dây như thế này vẫn còn nguyên đai nguyên kiện và mới 100% chưa sử dụng, chưa test luôn. Anh em có thể quan sát đầu giác cực kỳ mới của Octophone và dây này là dây chính hãng. Em đảm bảo và cam kết cho quý vị và bạn. Và đặc biệt mức giá cho bộ dây này chỉ 10 triệu đồng cho bộ dây này thôi. mức giá rất tốt so với giá new đang trên 20 triệu đồng. Thì em Mua được giá tốt em cũng sẽ giao lưu cùng quý vị và bạn mức giá cực kỳ hợp lý Và rất xứng đáng để anh em đầu tư với chất lượng âm thanh của bộ dây này Rất là đều Cũng như là anh em có thể quan sát đầu rắc rất là xịn sò và uh, nguyên bản Chính hãng đang còn mới 100% để anh em sử dụng Và đây là những sản phẩm em uh, săn để phục vụ quý vị và bạn trải nghiệm Và không thể thiếu trong bộ dàn của quý vị và bạn những thiết bị như thế này và mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn phương ghép miễn phí cũng như giao lưu các sản phẩm Leo. Kính mong quý vị và bạn có thể comment ở phía dưới phần mô tả bình luận của video này cũng như liên hệ trực tiếp với Việt Trường Leo. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.